Nếu các bạn có theo dõi những spoiler gần đây của manga Jujutsu Kaisen trên Jelin Channel thì chắc hẳn mọi người cũng đã biết trận chiến của Gozo với Sukuna cũng đã dần đi đến hồi kết. Và gần đây nhất trong chap 229 thì tính mạng của Gozo lại một lần nữa bị đẩy vào nguy hiểm khi Sukuna đã triệu hồi một Mahoraga khổng lồ. Và dù chap 230 của Jujutsu Kaisen vẫn chưa xuất hiện để cho ta biết được kết quả, nhưng dường như bài đăng mới đây của diễn viên lồng tiếng cho Sukuna trong anime đã ám chỉ đến việc Gozo bại trận. Cùng Jelin Channel xem qua bài đăng ấy nhé. Cụ thể là vào 11 giờ trưa ngày hôm qua 18 tháng 7 năm 2023, nam diễn viên lồng tiếng cho chú vườn Sukuna trong anime Junichi Suwabe đã đăng tải một bức ảnh trên trang Twitter của mình. Nhìn vào thì đây chỉ là một bức ảnh hoàn toàn bình thường về một chiếc bánh chocolate bị con dao cắt ra làm đôi. Dành cho những bạn chưa biết thì vào thời điểm gần đây, thương hiệu Jujutsu Kaisen đã kết hợp với một tiệm bánh chocolate để tạo nên chiếc bánh lấy hình dạng vô hạ hạng của Gozo. Từ bài đăng này, dường như Suwabe đã ám chỉ rằng vô hạ hạng của Gozo cũng sẽ bị cắt ra làm đôi như vậy. Trong khoảng 1-2 giờ đầu tiên của bài đăng, người hâm mộ nào cũng cho rằng Suwabe thả miếng hài quá chất lượng và quá mặn. Tuy nhiên, càng về sau thì càng có nhiều fan của thầy Năm phải lo lắng vì bài đăng này. Vì suy cho cùng thì việc Gozo bay màu đã được thảo luận vô số lần kể từ khi bộ manga bắt đầu. Và điều đó đã từng xuất hiện một lần trong arc quá khứ của Gozo khi thầy Năm đối đầu với Toji. Chưa dừng lại ở đó, việc cha đẻ của Jujutsu Kaisen ghét cay ghét đắng nhân vật Gozo không phải là quá mới mẻ đối với cộng đồng người hâm mộ. Chính vì thế mà việc Gozo sẽ phải đi bán muối trong chap 230 vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Dành cho những bạn vẫn chưa bắt kịp những gì đang diễn ra thì trong những chap gần đây của Jujutsu Kaisen thì Sukuna đã chiếm lấy cơ thể của Megumi. Còn Gozo cũng đã được giải phóng ra khỏi Prison Dream. Từ đây, cuộc chiến giữa chú vương và chú thực sự mạnh nhất chính thức nổ ra. Trong trận chiến này, cả hai đã liên tục triển khai lãnh địa và spam những chiêu thức mạnh nhất của mình. Và mới đây nhất, dù Gozo đã chiếm được thế thượng phong do Sukuna sức chiêu chậm hơn 0.01 giây, nhưng chú vương đã được Gozo thà cho cái chết tức khắc. Chính vì sự bất cẩn này, Sukuna đã triệu hồi thức thần Mahoraga để đối đầu với Gozo. Hiện tại thì đây cũng chỉ là dự đoán của Jelin Channel về số phận của Gozo thông qua bài đăng của nam diễn viên Junichi Suwabe. Còn câu trả lời thật sự thì chỉ có thể tìm thấy trong chap 230 sắp tới của Jujutsu Kaisen. Chính vì thế mà các bạn hãy nhớ theo dõi Jelin Channel để có thể cập nhật những spoiler sắp tới của Jujutsu Kaisen chap 230 nhé.